Rồi, hi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với Volleyball BCT. Và chiếc vlog này mình sẽ chia sẻ cho anh em hành trình từ Nghệ An qua Hà Tĩnh để chuẩn bị tác nghiệp giải bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần năm 2024 anh em nhá. Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển từ Nghệ An thì hiện tại thì mình đã có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh rồi. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra trọn vẹn giải bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh lần thứ 22 tổ chức tại đây. Hiện tại thì em cũng không biết là trong nhà thi đấu là có đội bóng nào tập luyện trong buổi chiều ngày hôm nay không. Nhưng trước tiên thì em sẽ quay trở vào trong nhà thi đấu đã. Hiện tại chúng ta là thấy các kỳ của bên ngân hàng đã đến rất sớm, có lẽ là đội bóng ngân hàng cũng đang tập ở trong rồi. Một tín hiệu vui rồi quý vị. Cho nên là em xin phép đi thẳng vào trong sân nhá. Đấy, thẳng vào trong sân để xem thử là có phải không nhá. Đây mọi người cùng theo chân mèo chúng ta vào sân tập xem là có idol nào đang tập luyện ở trong nhá. Đấy, đây là sân thi đấu chính thức này. Băng rôn market thì đang được các chủ các anh chuẩn bị rất là chú đáo đây rồi anh em. Thời tiết hôm nay khá là mát mẻ. Xong bạn thấy rồi, bóng ngân hàng ở trong sân rồi. Chào mọi người ạ, chào mọi người. Chào anh ạ. Đây rồi, idol đầu tiên này. Thằng con. Tuyệt vời. Wow, Đức Thọ anh em nhá. Đấy. Đức Thọ. Đẹp lắm. Chúng ta dễ dàng nhận ra Đức Hạnh, Phương Lưu Đạt. Tất cả đều đã có mặt ở đây rồi. À, còn có anh em ngân hàng nữa anh em ơi. Tuyệt vời. Đây hết rồi, đây hết rồi. Đây là dàn của ngân hàng anh em này. Đấy. Đây là sĩ này. Đấy. Tuyệt vời anh em nhá. Một giải đấu sẽ được tổ chức trong nhà thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh. Ui gì? À, chào cậu. Mình chào cậu. Tuyệt vời. Dư luôn anh em ơi. Đấy, dư nhá. Đấy. Quá tuyệt vời rồi. Anh. Dạ. Người đội trưởng cần mẫn đây anh em. Đấy. Chào mừng anh Đèo đến với ngôi nhà của bọn em. Tuyệt vời anh em nhá. Đấy. Hoàng tử này. Đấy, hoàng tử miền Đông. Đấy. Tuyệt vời. À, vậy như vậy là bên phải ở trên sân thì đang có đại diện của Đức Thọ và của ngân hàng đang tập anh em nhá. Đấy. Của ngân hàng và của Đức Thọ đang tập. Rất là tuyệt vời rồi, có nghĩa là mình cũng khá là may mắn rồi. Là các chàng trai của Đức Thọ này. Đội hình chính thì chắc là đang ở trong sân rồi. Minh Hiếu. Khá là nhiều đội bóng đến tập luyện ở đây rồi. Có cả anh em. Ô sợ. Anh vừa quay được pha đấy luôn. Đấy, pha bật nhảy của Khuyến và đây là Minh Hiếu Trần nhá. Đấy. Làm quả nào. Đúng rồi. Đẳng cấp. Tuyệt vời rồi, tuyệt vời rồi. À, xoay y đẹp trai. Tốt thế nhở. Đấy, chuyển hài quá tốt anh em. Hàng sau. Đúng rồi. Minh Hiệu và Minh Khuyến.
hai anh chàng họ Trần sẽ sát cánh với nhau anh em nhá. Hai anh em Đan Tôn nhà họ Trần. Trần Minh Hiểu và Trần Minh Khuyến. Giải đấu cực kỳ chất lượng. Giải đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ chất lượng anh em nhá. Cực kỳ chất lượng. Có vẻ như là ngân hàng họ tập xong rồi anh em ạ. Là ngân hàng họ tập xong rồi. Và bây giờ có lẽ là sẽ ra về anh em. Có lẽ là họ đã tập từ rất là sớm. Nên trong sân bây giờ mình thấy Đức Thọ đang vào sân thay cho vị trí tập của ngân hàng rồi. Và như vậy là anh em ngân hàng họ tập xong rồi anh em ạ. Nhường sân tập lại cho Đức Thọ. Những nội binh cực kỳ chất lượng của ngân hàng này. Sẽ có Văn Sĩ này. Sẽ có Dũng Nhỏ này. Đấy. Mạnh Cương này đẹp trai này. Mạnh Cương đẹp trai. Có chàng trai mà khán giả Phúc Sơn đang bảo là cây ải quá quá là khổ cực đấy anh em. Phúc Sơn à, anh bố Phúc Sơn là em vinh nhất thừa thật. Phúc Sơn à? Không, một bữa đánh giải Phúc Sơn. Đây. Một mình kéo tem đây anh em, nhưng mà xong vẫn ra Nghi Sơn vẫn cháy tiếp anh em nhá. Thể lực vẫn rất là ok. Đấy. Tuyệt vời anh em nhá. Đấy. Anh em ngân hàng thì tập xong rồi anh em ạ. Tập sớm hơn, nhường sân lại cho Đức Thọ rồi. Đây là Đinh Văn Phương. Và kia là Trần Đức Bo. Quá tuyệt vời rồi. Dàn Đức Thọ chiều cao quá tốt, số 7 này. Số 7 nhìn lạ quá anh em. Đấy, anh em nào nhận ra số 7 không? Số 7 là lạ nhỉ. Đây. Giải đấu sẽ cực kỳ chất lượng đấy anh em ạ. Cực kỳ chất lượng nhá. Tẹt vị trí dần thôi anh em ơi, kiếm vị trí dần thôi. Chàng Đức Thọ chiều cao rất là ghê gớm, rất là gớm ghê. Anh Hậu đi chuyền đấy. Nội binh chất lượng nhất và quen mặt nhất là thằng con này. Đấy. Đức Thọ dàn nội binh cao lắm anh em ạ. Này số 7 này. À, số 4 này, số 6 này. Cực kỳ cao to luôn. Số 4 thì chúng ta đã gặp 1-2 giải rồi. Quá ghê anh em. Quá mãn nhãn. Đây. Tuyệt vời anh em ạ. Không có kèo đấu nào nhỉ. Có kèo đấu thì đẹp anh em ơi. Có kèo đấu thì sẽ là ok hơn anh em nhá. Đấy. Chiều ngày mai thì giải đấu của chúng ta mới bắt đầu. Đây. Bộ đôi Trần Minh Khuyến và Trần Minh Hiểu. Hiểu Minh Trần. Cặp đôi một phủ công và một chủ công của Đà Nẵng. Một giải đấu hứa hẹn sẽ vô cùng tuyệt vời anh em nhé. Hứa hẹn là vô cùng tuyệt vời ở trên kênh YouTube của cá nhân ADB cũng như là rất nhiều anh em làm truyền thông khác. Một siêu bom tận tại mảnh đất 38. Anh ơi, thành phố không tập à?
phố không đâu. Thành phố trên này có đông anh? Thành phố đông rồi em ạ. Vâng, và như vậy là có chia giờ ra anh em ạ, bởi vì chỉ có một khu vực để tập thôi. Thành phố rồi, tập là cuối. Rồi, giao lưu với thầy Khang thôi để em quay ra luôn. Dạ. Vâng, và tí nữa thì sẽ tập nhá, thành phố tí nữa mới tập. Đây, bầu của thành phố đây anh em, tắc cảnh nhá, của New Star nhá anh em nhá, đây. Vừa mới gặp chuyên ở trên line hôm qua anh em, bây giờ chuyên 2 anh em. Đấy, quá tuyệt vời anh em nhá, đấy. Do chỉ có 2 trận đấu thôi cho nên là có đến 16 đội bóng tham gia giải đấu này. Cho nên là phân giờ ra anh em ạ, mỗi đội được tập và làm quen khoảng 2 giờ đồng hồ. Sân nhà rồi, giải này là sân nhà của chàng trai này ơi. Anh em nhá, sân nhà của bộ đôi này này. Đấy, Đức Thọ nhá, dàn nổi binh chiều cao khá là ấn tượng quý vị. Phương Bảo là đang khuyết đi 1-2, lôi áo đen Đức Hạnh đi truyền thôi. Dàn chiều cao ưng chưa mọi người này, quá ưng luôn. Tuyệt vời anh em nhá. Chắc tí ra thôi qua Tân Lộc. Tân Lộc ở bên đường này. Hả? Nhà nghỉ để đi bộ vào cho nó thuận tiện đấy. Anh em nhá, toàn cảnh nhà thi đấu nơi sẽ diễn ra giải đấu đây anh em nhá. Đấy. Cảm ơn sự theo dõi và chia sẻ của tất cả anh em nhá. Em xin phép dừng chiếc vlog này ở đây. Và sẽ tăng nghiệp cho anh em khi có cái kèo đấu nào đó anh em nhá. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho ADB nhá. Volleyball BCT. Cảm ơn mọi người rất nhiều.